chào tất cả các bạn, mình đây là Đức Anh Venus. Còn đây là em trai mình. Chào tất cả các bạn, mình tên là Vũ Trọng Venus. Còn đây là em trai mình. Xin chào các bạn, mình đang là Vũ Quỳnh Venus. Bây giờ chúng mình sẽ cùng học bạn chữ cái tiếng Anh. Các bạn một buổi cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. A B B B, các bạn nghĩ là viên bi đấy các bạn. C C, các bạn nghĩ là xi nhan. D D, các bạn nghĩ là đi bộ. E E, F F, các bạn nghĩ là ép nước cam. Z Z, các bạn nghĩ là S S. I I, Z Z, Z K K, cái cây ấy các bạn. L L, em là em bé đấy các bạn. Em W W, em O O, P P, Q Q, R R, S S, T T, U U, V V, nó vi sóng đấy các bạn. W W, H H, Y Y, Z Z. Nào các bạn cùng mình đọc lại một lần nữa nhé, nhanh nhé các bạn. A B C D E F G H I J K L M N O P Q A S T U V W X Y Z. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn vào video lần sau. Các bạn nhớ chia sẻ và đăng ký cho mình nha. Cảm ơn các bạn.